Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Hóa Mì của em nhé. Các bác ơi, hiện tại bây giờ thì em đang đóng cám gửi cho tất cả những anh em nhé. Em giới thiệu với anh em đây là sản phẩm cám trào màu số 2 này các bác này. Đây là sản phẩm cám trào màu số 2 bên nhà em đây các bác nhé. Sản phẩm cám trào màu số 2 này được bên em sản xuất thì gồm có rất là nhiều hoa quả. Thì anh em cũng biết là con trào màu ấy thì nó ăn rất là nhiều hoa quả đúng không các bác? Ở ngoài thiên nhiên thì nó chủ yếu là ăn hoa quả thôi. Và bên em đã biết cái những cái thức ăn của nó thì em đã hòa trộn vào với sản phẩm cám để cho anh em chăn làm sao cho nó bớt tốn công nhất. Đây anh em có thể lại gần đây và cho anh em xem những hạt cám này anh em này. Đấy. Hạt cám trong màu số 2 các anh nhá. Anh em ở ngoài anh em sẽ thấy màu nó rất là đỏ và đẹp các anh nhá. Và đặc biệt ấy cái mùi hoa quả. Khi mà anh em chú ý vào đây đi, em cứ ngửi ngửi, em đang quay video mà.